Hôm nay cảm ơn bé Xoài đã giúp cho Dr. Khỏe làm lại khu vườn nha. Dạ, không có chi đâu. Dr. Khỏe cho con phụ là vui rồi, còn dẫn con về nhà nữa. Ta về đây, Xoài ngủ nhớ văn mùng đầy đủ nha. Dạ thôi, văn mùng thì nóng đực lắm, mưa mát như vậy mà kêu con văn mùng là con không chịu đâu. Rồi nếu con gì nó cắn con thì sao? Dạ, thì con sẽ cắn lại nó luôn. Ta đã dặn rồi mà không nghe đi. Thôi, Dr. Khỏe về đây, Xoài ngủ ngon nha. Sao lâu vậy ta? Nguyệt Ánh đâu rồi cả? Xin lỗi Dr. Khỏe, tại Nguyệt Ánh phải làm công chuyện nhà xong rồi mới đi được á. Mới sáng mà đã bận rộn vậy rồi hả? Dạo này á, cứ chiều là trời mưa à, cho nên nó Nguyệt Ánh phải tranh thủ đó. Mà hôm nay Dr. Khỏe gọi Nguyệt Ánh qua đây có chuyện gì hả? À mà nè, dạo này Nguyệt Ánh có gặp bạn Xoài không? Ủa, Xoài hả? Đâu có đâu. Từ hôm bữa mà qua gặp Dr. Khỏe tới nay á, là Nguyệt Ánh đâu có gặp Xoài đâu. Ủa, nhưng mà nhà Xoài ở đây mà, hay là mình vô luôn đi. Bình thường á, Xoài hay qua tìm Dr. Khỏe lắm, nên Dr. Khỏe lo ghê vậy đó. Bây giờ mình gõ cửa xem sao. Xoài ơi, có nhà không? Xoài ơi Xoài. Ai đó? Xoài bị sao vậy? Trời ơi, người thì nóng rang, phát ban ra luôn nè. Con mệt quá Dr. Khỏe ơi. Chết rồi, Xoài đã bị sốt xuất huyết rồi đó. Chắc tại con không nghe lời Dr. Khỏe dặn mùng ngủ nên mới như vậy nè. Dr. Khỏe ơi, bây giờ mình phải làm sao đây? Chứ nhìn em Xoài vậy, tội quá. Đợi một tí, hình như gần đây có cái ao sen thì phải. Alo, lá sen hả? Con tới nhà Xoài gấp nha. Dạ, con tới rồi đây Dr. Khỏe. Mệt ghê. Mau mau, con mau lại đây giúp anh Xoài nè. Anh Xoài bị sốt xuất huyết rồi. Ủa, lá sen có thể chữa sốt xuất huyết hả? Dạ, bên trong em có chứa hàm lượng quercetin và flavonoid cao, giúp chống viêm, đồng thời tác động mạnh mẽ vào các mao mạch của cơ thể. Chính vì vậy mà lá sen có thể hỗ trợ điều trị nhiều bệnh, trong đó có sốt xuất huyết nữa đó. Vậy là lá sen phải nhanh nhanh lên. Dr. Khỏe ơi, vậy giờ mình phải làm sao hả Dr. Khỏe? Không phải chỉ có lá sen, còn thiếu một vài nguyên liệu nữa mới đủ đó. Wow, vậy thì bài thuốc đầy đủ là gì vậy? Dạ, em cần thêm ngó sen 40g, rau má 30g, hạt mã đề 20g, tất cả thái nhỏ, phơi khô, sắc uống trong ngày. Nếu nhiều sốt cao thì tăng liều lượng lá sen lên ạ. Cứ vậy mà duy trì sẽ rất hiệu quả đối với Xoài đó. Xoài bị sốt xuất huyết thể nhẹ và đang phục hồi tốt, nên có thể bài thuốc này được nha. Nếu thấy mệt mỏi và có gì bất thường đi khám ngay Xoài nha. Vậy thì tốt quá, Nguyệt Ánh lại biết thêm được một bài thuốc quý nữa rồi. Mà Xoài đó, Dr. Khỏe đã dặn con là phải chú ý, mùa này mưa, muỗi nhiều, thời tiết ẩm, rất dễ cho các loại virus không tốt xâm nhập vào cơ thể. Vậy là Nguyệt Ánh cũng phải về để mà dọn dẹp nhà cửa, cho nhà cửa thoáng mát, để không phải đón chào những cái em muỗi vằn đó nữa. Mà chị Nguyệt Ánh ơi, vậy giờ chị Nguyệt Ánh giúp lá sen tìm mấy bạn còn lại với. Chúng ta phải giúp Xoài thật nhanh. Ừ ha, Nguyệt Ánh sẽ đi liền. Ý, nhưng mà khoan khoan, chúng ta còn phải chào tạm biệt quý vị khán giả nữa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả ở tập tiếp theo của chương trình Dr. Khỏe nha. Xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại nha.